Chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Diễm Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn quý vị nhé. Quý vị thân mến, các chuyên gia tử vi cảnh báo trong tháng 12 âm lịch, tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 sẽ chịu nhiều ảnh hưởng của ngũ hành tương khắc, cho nên phải gánh trên vai rất nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế. Đây chính là thời điểm cực độc nếu như bản mệnh không nắm rõ được vận trình của mình và cách hóa giải hung tinh. Thì những người tuổi Đinh Tỵ rất dễ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi. Ngoài ra rất có thể gặp nạn trên con đường công danh sự nghiệp, bị tiểu nhân vây hãm và quấy rối liên miên. Vậy thì làm thế nào để hóa giải được vận hạn này? Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong tháng 12 âm lịch để biết rõ hơn về vận trình của mình. Xin mời quý vị. Sau đây là phần tổng quan của gia chủ Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Đinh Tỵ sinh năm 1977 là người có khả năng giao tiếp giỏi, năng động, sôi nổi. Họ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ và có một gu thẩm mỹ tinh tế. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt điều đó cho người khác. Đinh Tỵ chính là con giáp có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất. Những người sinh năm Đinh Tỵ được trời phú cho ý chí mạnh mẽ và trí tuệ thông minh, khả năng tính toán và một tầm nhìn xa trông rộng. Với đôi mắt sắc sảo luôn tìm kiếm cơ hội giúp cho họ nhanh chóng tạo lập vị trí vững chắc trước khi ai đó kịp ngăn cản họ. Theo phong thủy Gia Cát, người tuổi Tỵ là người rất tinh ý và thông minh, có điều kiện thành gia chủ trí giả, nhà kinh doanh đầy mưu kế. Bản thân họ cũng là người có năng khiếu về nghệ thuật. Người tuổi Tỵ là người có tính cách độc lập rất cao, ít khi chịu phụ thuộc vào người khác. Họ giao tiếp không rộng rãi, tính rất cẩn thận và thận trọng khi nghe và tin người khác bởi tính đa nghi của người tuổi Đinh Tỵ. Họ cũng là một người rất hài lòng với cuộc sống của mình, thích sự hài hước. Vào tháng 12 âm lịch, tuổi Đinh Tỵ sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của Đinh Tỵ sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Vì vậy, tháng này sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Tháng này nhờ có quý nhân giúp đỡ nên trong công việc giảm bớt được nhiều quãng đường vòng, mọi sự hanh thông. Song đôi khi thành công đến quá nhanh có thể khiến bạn mất cảnh giác, trở nên khoe khoang và tự phụ. Đây cũng chính là yếu điểm chí mạng của con giáp này, bạn cần phải tự nhắc nhở bản thân để không xa lầy. Đinh âm hỏa gặp tân âm kim nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ Đinh Tỵ nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến cho mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Vì tuổi Đinh Tỵ bán tam hợp với Sửu nên trong tháng Tân Sửu này, những người tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Đinh Tỵ sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của gia chủ sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn, vì vậy năm nay sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Sự nghiệp của những người tuổi này có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian đầu tháng. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tham gia nhiều vào buổi tiệc tùng, tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Có điều người tuổi này cần phải lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý là hơn, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn, cãi cọ với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình là hơn, đừng lo chuyện bao đồng. Dù làm gì cũng nên thận trọng, từ lời nói đến hành động của bạn đều có thể gây ra mức ảnh hưởng lớn, thậm chí là khiến bạn vướng vào rắc rối phiền phức không đáng có. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi của gia chủ, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tháng này bạn có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bạn sẽ được thăng lên một cấp độ mà bạn chưa bao giờ đạt được trước đây. Bán tam hợp mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên.
Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn cũng sẽ không cánh mà bay. Cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái và có thể là xin việc hoặc là cưới hỏi. Việc bạn cần làm đó là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của gia chủ Đinh Tỵ trong tháng 12 âm lịch không có gì đáng lo ngại. Tinh thần có phần không được tốt như các tháng trước do bị chi phối bởi tình trạng công việc. Công việc có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm trạng của bạn. Bạn cần phải chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi và giữ tâm trạng tinh thần tốt nhất, không sẽ ảnh hưởng đến những vấn đề không tốt cho sức khỏe của bạn trong sau này. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm sẽ tiếp thêm sinh lực cho những người tuổi Đinh Tỵ. Nhờ thành công trong sự nghiệp và tiếng nói vui vẻ, bạn có thể thu hút nhiều người khác giới. Bạn cần phải giữ khoảng cách nhất định và xác định rằng gia đình chính là nền tảng của sự phát triển nghề nghiệp. Một số người khác giới có thể giúp bạn, nhưng những người khác chỉ có thể làm phiền tâm trạng của bạn, mang lại tổn thất cho sự nghiệp hoặc tài sản của chính bạn. Các cặp đôi cũng sẽ có một sự chuyển biến khá lớn trong mối quan hệ. Có thể giữa hai người sẽ có một biến cố lớn gì đó mà khiến cho bạn và người ấy muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân để chuẩn bị về chung một nhà. Còn người độc thân có thể sẽ tìm thấy được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân bạn chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu lứa đôi, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng là một sức hút mà bạn chẳng thể chối từ. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu, Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 12 năm 2021, tức ngày 10 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 12 năm 2021, tức ngày 22 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các gia chủ, tuổi Đinh Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh đó là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021, đó là ngày âm lịch ngày 5 tháng 12 năm 2021, tức ngày 7 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 12 năm 2021, tức ngày 19 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Đây chính là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc cụ thể như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Năm nay, thầy Gia Cát khuyên gia chủ Đinh Tỵ sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Đinh Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi con người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta phải luôn vững tin vào cuộc sống vốn đầy chông gai này.
Qua phần luận giải của tử vi tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 từ phong thủy gia cát, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 12 âm lịch và từ đó thì sẽ có những bước đi vững vàng hơn trong tương lai sắp đến. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với phong thủy gia cát trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.